Cuộc họp lần thứ ba nhóm công tác về thương mại thuộc khuôn khổ hội nghị bộ trưởng đối tác kinh tế Việt Nam Úc đã được tổ chức ngày 28 tháng 9 năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Bộ Công Thương. Cuộc họp do bà Lê Hoàng Oanh, vụ trưởng vụ thị trường châu Á châu Phi, Bộ Công Thương và ông Ridwan Jawad, trợ lý thứ nhất Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đồng chủ trì. Tại cuộc họp, hai bên đã tập trung rà soát tình hình triển khai các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp năm 2020 và thảo luận các vấn đề mà hai bên mong muốn thúc đẩy trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và dịch vụ, hợp tác khu vực và đa phương, cũng như trao đổi về các đề xuất của mỗi bên đối với dự thảo chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Úc. Hai bên bày tỏ vui mừng về kết quả tăng trưởng ấn tượng của thương mại hai chiều giữa hai nước trong 8 tháng đầu năm 2021 với kim ngạch 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2020, đưa Úc trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đây là kết quả của sự tận dụng các FTA mà hai nước là thành viên như AANZFTA, CPTPP cũng như những biện pháp quyết liệt và chính sách linh hoạt của chính phủ hai nước, trong đó có những nỗ lực của Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc trong thời gian qua. Nhằm tăng cường hơn nữa thương mại song phương tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và đảm bảo phát triển thương mại hai nước theo hướng cân bằng và bền vững trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất một số nội dung chính sau: tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa, tạo thuận lợi cho xuất khẩu cho hàng hóa nông thủy sản có thế mạnh của nhau như tôm tươi nguyên con, chanh leo, hoa tươi cắt cành của Việt Nam, quả đào và xuân đào của Úc; tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư khai thác và chế biến than, khí tự nhiên hóa lỏng và khoáng sản; hợp tác đảm bảo lưu thông vận tải hàng hóa thuận lợi, thông suốt trong bối cảnh dịch COVID-19; tiếp tục hợp tác triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của chính phủ Úc đối với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như chương trình Out4Skill và giao thông vận tải như chương trình Out4Transport. Cuộc họp nhóm công tác đã diễn ra trong không khí cởi mở, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau và đạt được những kết quả tích cực. Các nội dung hai bên trao đổi, thống nhất tại cuộc họp sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Úc dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2021 sắp tới.